Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện cả nước có 5.411 làng nghề và làng có nghề, trong đó có gần 2.000 làng nghề đã được công nhận, trên 400 làng nghề truyền thống với hơn 53 nhóm nghề, phú nghề truyền thống. Nhiều làng nghề có lịch sử phát triển hàng trăm năm tuổi như tơ tằm Vạn Phúc, đồng Ngũ Xã, gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng, thêu Quất Động, thổ cẩm Mai Châu, dừa Bến Tre, vân vân. Bên cạnh bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của các làng nghề, việc quy hoạch làng nghề còn giúp đem lại lợi ích kinh tế cho địa phương bằng việc mở rộng thị trường cho sản phẩm. Và đây cũng là hướng đi của nhiều làng nghề hiện nay. Đây là thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Toàn thôn có tới 120 hộ tham gia làm nghề truyền thống là đồ gỗ mỹ nghệ. Con số này chiếm tới 70% số hộ của cả thôn. Tuy vậy, việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mỹ nghệ như thế này vẫn mang tính chất nhỏ lẻ, không chủ động thị trường. Sau khi mà được có cái sự gợi ý và quy hoạch của ủy ban tỉnh, ủy ban huyện thì là có quy hoạch cái khu vực làng nghề để mục đích chính là để đưa tất cả các hộ có cái ngành nghề, đặc biệt là đồ gỗ mỹ nghệ, hai là cái nghề bún bánh của địa phương, quy hoạch vào trực tiếp vào một khu vực. Sản xuất nhỏ lẻ phụ thuộc hoàn toàn vào những đơn hàng từ các mối quan hệ cá nhân cũng là tình trạng của những người làm nghề dát vàng, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Chính vì vậy, những người làm nghề ở đây rất mong có một khu quy hoạch tập trung để phát triển thị trường. Nếu chúng ta có những cái quy hoạch các cái làng nghề thành từng khu vực riêng, cách xa khu dân cư này, rồi là có các cái khu xử lý về môi trường này, xử lý các cái vật tư đầu vào này, thì như vậy thì chúng ta vừa có cái sản phẩm đa dạng, vừa có sản phẩm theo kiểu hàng hóa quy mô lớn, và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường, tạo công ăn việc làm cho bà con. Đời sống của người dân ở nơi có làng nghề thường cao hơn 3 đến 5 lần so với làng thuần nông. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, làng nghề Việt Nam dường như có thêm sức sống mới, phong phú hơn, được chú ý về cơ sở hạ tầng, công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp ra đời từ các làng nghề, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại thị trường trong nước và quốc tế được đẩy mạnh. Chính vì thế, việc quy hoạch làng nghề tìm đầu ra cho sản phẩm giúp phát triển kinh doanh được tập trung bằng việc xây dựng khu sản xuất, hệ thống đường xá, khu trưng bày, mua bán tập trung đang được các cấp, ngành địa phương và các doanh nghiệp hướng đến. Dự án của chúng tôi trước khi làm cũng đã nghiên cứu về vấn đề giải quyết môi trường. Đấy, bao gồm như là khi sản xuất tập trung thì chúng ta có thể tránh được những cái ô nhiễm về tiếng ồn, ô nhiễm khói bụi và ô nhiễm các chất sinh hoạt. Thì chúng tôi cũng đã có quy hoạch một khu xử lý rác thải, xử lý tập trung đấy, để làm sao mà tránh cái ô nhiễm môi trường, tránh cái sự ảnh hưởng của môi trường đến đời sống của nhân dân. Thông qua việc đưa sản phẩm sản xuất tập trung, các sản phẩm thương hiệu làng nghề sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, không chỉ đối với thị trường trong nước mà còn thu hút bạn bè quốc tế, từ đó gia tăng lượng tiêu thụ sản phẩm.